Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vân Anh. Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cho mọi người về bí quyết giảm cân của mình trong thời gian vừa qua. Trước đây ai đã gặp mình ở ngoài rồi thì thấy mình là một người rất là béo. Do mình vừa đi học lại vừa đi làm thêm nên mình không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Hay thời gian lại đến các phòng tập gym, phòng tập yoga. Và cũng chia sẻ luôn là mình là một người rất là lười vận động luôn. Mình rất là lười và mình ăn uống không theo một chế độ nào cả. Mình liên tục bị cảm giác thèm ăn và mình ăn rất là nhiều. Và mình đã vô tình, mình không hề biết là mình vô tình đã tích trữ trong cơ thể mình một lượng mỡ thừa khá lớn. Và thời gian đó, và cái khoảng thời gian đó mình thực sự rất là kiểu stress về cân nặng luôn. Và ngoại hình của mình khiến mình rất là tự ti, không có người tự ti trong giao tiếp ấy. Và mình không còn dám diện những chiếc mặc những chiếc váy body ôm sát cơ thể hay là chiếc áo crop top để khoe được cái vòng hai của mình nữa. Đấy, và mình rất là buồn luôn, rất là buồn về điều đó. Và mình có lên mạng tìm hiểu về một vài cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân ấy, thì mình có tìm được một cái sản phẩm thì mình thấy có review rất là tốt, có review rất là review và phản hồi tích cực từ mọi người. Thì mình cũng tuy là thấy như thế nhưng mình vẫn rất là băn khoăn không biết là nó có thực sự phù hợp với bản thân mình hay không ấy. Đấy, thì thôi mình cũng có mua thử về sử dụng và mình thật sự là bất ngờ luôn và bất ngờ về cái kết quả mà mình nhận được luôn. Và cũng chia sẻ thật với mọi người đây. Đây là cái sản phẩm, mình đợi mình một chút nhá. Đây là chính là cái sản phẩm mà mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua đây. Đó là sản phẩm cà phê giảm cân được một công ty ở Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc, của công ty Hàn Quốc, công ty Edali. Mọi người có biết không, sau cái tuần đầu mà mình sử dụng ấy, cũng chia sẻ luôn là khi mà nhắc đến cà phê ấy, thì những người mà uống được cà phê hay là ưa thích thích uống cà phê ấy, thì nghĩ là không sao, rất là ok. Nhưng mà như mình là một người không uống được cà phê hay là mình rất là ít uống ấy, thì mình rất là băn khoăn khi biết là nó có đắng hay không, nó có bị đắng hay có gây mất ngủ cho mình hay không, hay là nó có gây sạm da hay không, và không biết là thành phần của nó như thế nào. Thì mình rất là băn khoăn về điều này nhưng mình vẫn sử dụng, mình đã mua về sử dụng ấy. Thì trong tuần đầu mà sử dụng mình rất là bất ngờ luôn, bởi vì mình cảm thấy cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng và không hề gây mệt mệt mỏi hay mất ngủ gì cả. Mọi hoạt động trong hàng ngày của mình ấy vẫn diễn ra rất là bình thường đấy. Và hiện tại thì mình đã dùng đến hộp thứ ba rồi và mình đã giảm được 3 đến 4 cân rồi đấy. Và cái đặc biệt ấy, mọi người có biết không, là trong cả cái cà phê này được chiết xuất từ cà phê và một vài loại thảo mộc khác, nó rất là dễ uống luôn và không hề gây cảm giác khó tiêu hay là buồn nôn hay là cảm giác mệt mỏi gì cho mọi người cả. Và đây, mọi người, bụng và bụng của mình đã giảm đi khá là nhiều luôn đó. Và vùng bắp tay hay là vùng giảm mỡ vùng mặt của mình thì cũng khá là đáng kể. Và mình còn có hiện cả xương quai xanh này 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 mọi người này, mình rất là vui luôn ấy. Và mọi người biết không, đặc biệt ấy là cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân này này nó rất là an toàn luôn đấy. Và bây giờ ấy, mỗi khi mà mình đi ra ngoài hoặc là và mà cái sản phẩm này nhá, nó rất là an toàn luôn. Mọi người lưu ý là có thể dùng được cho các bà mẹ sau sinh luôn, hoặc là rất là phù hợp với các bạn béo bị béo phì ấy, hoặc là các bà mẹ bỉm sữa sau sinh. Nên mẹ à mình